Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 năm gần đây, số lượng nhà chung cư chiếm tới 24,6% tổng số nhà mới hình thành. Còn thống kê mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, số lượng giao dịch tại các dự án căn hộ chung cư có giảm nhưng không đáng kể. Sau các vụ cháy, nhiều người vẫn giữ nhu cầu mua căn hộ vì điều kiện kinh tế và những tiện ích mà căn hộ chung cư mang lại. Những người trẻ như mình thì mình nghĩ là vẫn ưu tiên về chung cư hơn. Ngoài ra chung cư thì nó sẽ có một số những cái tiện lợi, những phúc lợi xã hội đi kèm. Ví dụ đối với mình khi mình mua nhà thì cũng đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, những cái an toàn khác. Ở trong chung cư người ta có thể đảm bảo được tất cả mọi người đều quan tâm với mình được. Cái khi mà đi vắng thì có thể họ giúp nhau được. Còn đất nền thì mình cũng ở rất là nguy hiểm. Cái nhu cầu của người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp vẫn là căn hộ chung cư, bởi vì đó là sản phẩm vừa túi tiền. Chủ đầu tư lại đang nỗ lực để đáp ứng cái nhu cầu và cái yêu cầu khắt khe của thị trường, của người tiêu dùng. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra cảnh báo, lợi dụng thời điểm này đã xuất hiện nhiều hiện tượng đầu nậu, co đất đầu cơ, thổi giá đất nền lên cao để trục lợi. Vì vậy, quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cần tỉnh táo khi có nhu cầu mua đất nền.